Đó. Tiền trắng, tiền vàng, tiền vàng. Bên. Ôi. Ôi, chật chật nắp luôn, không vào một lọt. Con này nó vàng như. Đây, bên đây. Lại rắn à? Đây, vui to lâu này. Xuống đi, xuống thẳng sang cho ông Dũng đi. Chết. Ôi giời ơi. Con chó này được. Phải được. Con cá. Ơi nhìn cái bụng nó này. Mời tất cả mọi người nhá. Chất lượng mọi người ạ. Ngậy thế. Ngậy thế. Quá ngon luôn. Bác nào cần rau? Cứ alo cho tao. 0947640046. Ok, hello tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của anh em mình nhá. Hôm nay anh em mình sẽ đi bắt cá trên cạn nhé mọi người nhá. Cá bốn chân. Mọi năm thì mọi người đã xem được anh em mình đi đuổi chuột vào ban ngày rồi. Nhưng hôm nay thì anh em mình quyết định sẽ đi đuổi ban đêm. Ban ngày thì anh em mình quay nhiều và mọi người cũng xem nhiều rồi. Hôm nay anh em mình sẽ đuổi ban đêm nhá. Dụng cụ của anh em mình là những cái vợt chim này, sẽ úp chuột nhá. Vợt chim anh em mình mà làm bằng sắt sáu nên là rất là cứng, úp qua cái chân dạ được. Và đem theo một cái nữa. Đấy, cái con này là để úp cá. Úp chuột đấy. Có không? Đấy, đấy. Đấy. Anh có cái này dùng nào? Hả? Có nào đâu? Không biết. Có rồi. Ơi. Một đàn chó. Hả? Dùng cái gì? Cứ được chuột đi. Không phải lo. Rồi kìa, nhanh lên. Kìa, úp. Đấy, tối thì chuột nó sẽ ra nhiều hơn nhá mọi người nhá. Ban ngày thì ở những ruộng dạ này rất ít. Anh em mình ban ngày phải đuổi ở những cái bờ mương ấy. Còn tối thì chuột nó sẽ ra đi ăn. Có khi là nhiều khi là anh em mình đi dính cái bãi người ta đuổi rồi thì sẽ rất là ít. Như thế này là ít là nghe không khả quan này. Bình thường nếu mà gặp chỗ nào mà không có chuột, à mà không có ai đuổi ấy, thì sẽ rất là nhiều. Kéo vào hang rồi. Chỉ tiêu mỗi người 5 con là 12 người đi là 60 con. Thế thì mình phải đi tìm lối đi riêng. Đi tạt sản bớt ra. Nghe không? À được à? Nhanh gọn đấy nhỉ. Túi. Đây. Đấy. Đeo ngược rồi em. À chỗ lỗ này đúng không? Ừ. Chim nhiều quá. Mở này đúng không? Mở dây chun nào. Đấy.
Đừng. À. Đây có cái ngoắc đây này em. Đi còn quen này để ăn chỗ rồi mình thân thạo cũng bớt. Anh cầm túi không? À. Chia chia bớt sang bên này đây anh em ơi. Thế đi. Không thủng đâu. Thủng sao được. Anh em tranh thủ không? Ăn miếng. Hết rồi. Bây giờ lại đổ ra chừa. Chừa tiếp đi. Đổ. Đây là thịt nướng. Đấy, đi. Tiếp sức để đi đuổi chuột nhé mọi người nhé. Thôi đến lúc ăn là đói mà. Con miếng thịt nướng ăn ra chứ miếng. Bảo ăn nốt ăn nốt thật. Sau khi đi khoảng tầm 15-20 phút anh em mình tìm được bãi bắt đầu có chuột rồi nha mọi người nhá. Là ấy nơm à ấy bé bắt đơ cắn lúa dàn cầm lấy. Gian đây. Mình sẽ đi theo người cầm nơm. Đấy, chuẩn đi gặp này. Đi đấy rồi. Đi làm cái rồi. Đâu? Tông. Nhắm vào á? Tí nhắm vào nó đi con mạnh. Phủ vàng. Đây trước này đây này. Kéo đấy. Đây đúng rồi này. Phủ vàng đi lên trên này. Ừ, vàng đen đấy. Đây. Đen vàng. Đó. Đen trắng, đen vàng, đen vàng. Ui. Mình thôi đen vàng. Ui. Thôi đừng đập. Thôi đừng đập. Ôi giời. Ôi này con gần kia. Ui nhiều lắm này. Đây là rắn nước. Đáng có con chuột đấy. Rắn mông đấy, nhiều lắm. Đây con này. Thôi vào đi. Đi săn đêm này, bắt chuột đêm này thì có nhiều cái khá là nguy hiểm. Đó là rắn rết rất là nhiều nha mọi người nhá. Nãy mọi người vừa thấy con đen vàng không? À đen trắng không? Mình cho đèn vàng là thành đèn vàng. Nó đi theo ánh đèn đấy. Đây này. Đây. 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 Chết. Ui dồi ôi. Nó quần rồi trong cỏ ấy. Đây. Em cắn lại. Nào lên đi. Bé về đi. Có to. Được chưa? Úi đấy, ai bảo bé? To thì kia cơ mà. Có lông nếu mà về đâu. Bé đây. Cắn nhau ấy. Đây. Chú trong bụi cỏ. Để răng nó về bắt thịt cho nó dễ. Ra. Chú bị cho nhi rồi đấy. Rồi. Chật nắp luôn không ạ. Lột. Ủa con này nó vàng như đây bên này. Ui, bên này các cụ xin các cụ chưa? Các cụ cho bọn con xin mấy con chuột nha để đỡ đào tổ ở nhà các cụ. Chết. Đấy, được rồi. Đấy, được rồi. Hai con. Đây cho nhẹ nhiều thế này mà cả ông. Cứ đi đâu bảo phi ra đây luôn đi. Một đời ra thái hòa. Không phải chuột đây béo à? Béo. To béo ngon. Đấy, chiến đi binh nơm đó. Chưa được con nào. Mà nơm không tác dụng mấy đâu mà. Kệ đấy chứ. Được chục con rồi đấy. Nhiều vết rồi đấy. Con này mọi người nhá. Khá rồi đấy. Đây. Chục con à. Ui có chuột phát rồi. Nhưng mà có chuột cái mà một tí là đông rất là đông, hôm nay 14 anh em đi nhá mọi người nhá. Chuột nó cắn nhau. Ấy
Đây. Đâu, vừa chạy qua chỗ anh Tấn rồi. Đây. Vào mẹ hang. Gì đấy? Rắn lắm. Rắn gì? À, rắn nước thôi. Đâu rồi, con này đâu? Đây, mẹ. Nó lột. Để thao thuốc lá, chim dĩa. À, mình có này. Nhìn thấy nó luôn cả. Đây. Chỗ này là chỗ đèn này. Đèn vàng tít bên kia. Đấy cũng chết. Ui, trượt rồi. Ấy. Ấy, trời, vẫn trượt chết. Chết rồi, bắt này chết thật rồi. Rồi, bắt được rồi nhá. Đặt vào săn. Úi, lại tiếp tục. Bên đây thì khá là nhiều rồi. Chết. À. Được không? Bể cái nhéo được. Răng này nó mềm mà. Mềm bỏ cái gì? Để răng được về dễ làm hơn, nhanh hơn. Đấy cái vừa phóng qua xong, vừa phóng qua đây xong. Đấy. Đây đoạn đèn anh này. Cứ đi tí nữa kiểu gì à? Đây là đàn bò rừng qua sông. Lại gặp một đội cũng đi bắt chuột nhá. Được nhiều không chú? Úi dồi ôi. Chết. Bắt đây đó. Thằng hổ đâu bắt. Vừa thấy con kêu trên này xong. Chết. Bé thả đi. À, bên kia. Dàn ra. 5.000 xoay có mắt bóng à. Xoay xa rồi. Đấy, dò sang rồi. Được chưa? À, con chó này được đấy. Ai cứ mẹ béo đấy. Túi chưa? Chết. Chết. Đâu ấy? Quay chết. Ấy trượt, chết. Được rồi. Con chạy lên đây. Đấy, con nước kìa. Đấy. Đấy, à đâu không phải. Đây, con này đi. Ai bắt con này đi? Ai bắt con này đi? Ra đây, đang giữ. Khoan đi, khoan. Có một con chạy cho mượn mán đấy mà. To, con này to. Bể vào răng cho. Lấy tay bể được mà. Bể tay đã hay chết. Lôi mắt. Gì bốp đập. Gì lôi mắt. Đâu túi đâu. Đừng. Đi. Mày đi đọc dễ đấy. Hoàn đâu. Nhanh lên. Có bạn đây. Mang cho Lâm voi. Rồi. Ấy. Bên kia nhiều cả. Bên này cũng nhiều mà.
Tập dễ này mới nhiều này. Á trời. Đây này, đi lên đường này. Rắn rết gì đi lên đường. Sợ rắn thì đi lên đường nhanh lên. Ấy, to. Chết. Ui, còn rõ to. To mà. Đuôi nó này. Đuôi đuôi à? Ơi, nhanh 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 vô đi. Thôi. Đấy, không bắt được con này phải một cân. Chả cần, đây chả to à. Ai bảo bé? À, cắn quá xiên con. Được. Đây, hàn đâu? Ấy, ui trời ơi. Ấy, vẫn trông nó ít thế nhỉ? Nó đúng vào một góc ấy. Còn bên kia túi nữa. Ấy là bên kia ấy. Sang bên kia vui hơn này anh em ạ. Sang bên đây vui hơn. Ốm không tha ra không thải. Bắt hết. To đừng để mất. Mà không thể mất được. Ở khu vực này thì mất thế nào được. Kia từ từ. Đó, từ từ đứng rộng ra. Đứng sang bên kia nữa. Lại rắn à? Đây, vui to lâu này. Xuống đi, xuống, sang cho ông Dũng đi. Đi. Chết. Ôi giời ơi. Con chó này được. Chó này được. Con chó nó cá. Đây. Nó hồn đấy. Nó việc quá đi. Tuy nó không to lắm nhưng mà nhiều là được. Thỉnh thoảng bắt được con to là đẹp rồi đúng không? Đây à? Ngậy lắm. Ừ, thế này đã đủ em ăn đâu. Ừ, giời. Hai chục con chưa? Mắt. Được rồi đấy. Ui, cứ một con chuột nào bị phát hiện cái là gần như là sẽ bị tóm sống nhá mọi người nhá. Buổi tối này đặc biệt là dễ bắt. Đấy. Buổi tối đặc biệt là khá là dễ bắt vì những cái cánh đồng này nó ra hết ngoài ruộng. Ra hết ngoài ruộng. Chỗ này được con chưa? À, chỗ này được nhiều rồi đấy. Ai? Ngu. Trộm với đấy chuột đấy. Ờ. Chỗ này cầm túi nữa thì mày lấy được cái tay cái. Đấy, con này đã bể răng đâu? Bể hết rồi. Không phải buộc mày cầm túi vào cổ là được. Tao còn vô. Vô là cái gì? Ui, nhiều, chỗ này nhiều thế. Ôi, đấy. Chết, đây. Đấy. Ui, nó chạy qua kìa. Đây. Ở đấy đấy. Đây cửa đấy. Ngồi đạp ấy. Đạp loài cứt ấy. Ấy nó nhảy ạ. Ấy ấy ấy. Ấy. Rồi. Trong đấy là nhặt rồi. Đâu ấy? Trong đấy mà. Chưa. Ấy. Chưa mất được. Chưa là vô được rồi cơ. Ui. Ấy chưa là vô được rồi cơ. Đây vào. Nhiều bên kia này. Vô đây bể răng sao đây? Học nhầm quá. Bố vào vô được. Cả tay anh ấy. Nó kênh lên. Cáo tay mình. Ui giời, bụng chẳng. Mẹ Tuấn đeo vô được thì cầm túi đi. Bỏ đâu. Đây cầm túi đi để em vô. Tuấn. Đây. Cả đi cả thẳng lên đây này. Đang đi rồi. Cá ra. Ui, lưới tàng hình. Không, túi bên kia. Thôi. Mẹ
Ê, kia. Chạy qua, nó chạy đến tận đây rồi. Đây này, không ai chặn bên này à? Nó chạy sang tận đây rồi. Nó chạy ra qua tận đây này. Nào Vương, đừng có đi. Từ từ khéo nó phóng ra đây. Từ từ. Bỏ qua con này. Đấy, chết. Ây à, dính đuôi. Con chó này được đấy. Vồ hơn siêu sao. Khù đấy. Khù đấy, con này khù đấy. Đấy, cứ bảo không có chút to. Bạn đưa chúng nó cầm đây. Con này cầm tay nào ngã người. Ngã vắt đề luôn rồi. Ngã người đề cuộn. Phủi đéo chạy đó đâu. Mới đây. Đây, vẫn chân đấy đấy, chưa phục ra đây đâu. Đây. Chết. Vẫn đâu đấy đấy. Con này trọng đấy. Con này to đấy. À, đây rồi. Nơm tặc bắt được rồi. Đâu rồi? Đấy, thấy chưa? Mày cứ vừa cầm máy vừa... Ấy, nào tao cắn nó ra. Linh bỏ ra. Linh cầm cứ sờ sờ người nó. Con Hòa này không bỏ chân ra để em đúng đâu. Đấy. Chân anh đạp đuôi mà. Không, con Hòa nó đạp đầu. Ai cầm túi lại? Thôi. Ê, đây. Úi giời, thằng hổ ấy. Đây. Kìa. Úi giời. Cắn à, bị cắn à. Đây. Rồi giời. Có kịp không? Để tay được. Em cầm chắc vào. Rồi. Để một răng được, để về bằng tay được mà. Ui, chị Linh đừng nhìn. Đây. Chết mẹ em ơi. Bóp em chết chuột. Như hồi rồi. Ừ, tí rồi. Tí nó hồi sinh mà. Bóp nó đau quá. Nhiều, khu này nhiều. À. Đập chết à? Lỡ tay. Bẻ răng chết thòi. Ôi, chúng mình bắt được con to rồi. Đấy, chúng mình bắt được con to. Hai đem cây cầm kìm đấy. Kìm. Ui, con này đấy. Ui, chủ. Nó chết nó rồi, nó dậy chết rồi. Đừng. Đấy, kìa. Đưa ra chung, mẹ vào thang đi. Thôi, thả ra. Đấy, con này to nhất đấy nhờ. Đâu rồi? Lấy được không? Mương chuột to thật. Ấy. Con to mà nặng hẳn không? Nặng hẳn. Con anh Tấn cứ đưa một con to vào là ủi ta lại thấy nặng hơn. Mẹ con bị vé mắt. Cầm túi lên kìa, anh Tấn kìa. Cầm túi lên cho đội kia kìa. Hai cái túi cướp mà. Ông lên đi, ông lên kia đi. Khả năng này. Cho cầm lại vượt thì ta vồ. Vượt đến luôn. Chú Hoa này. Chị cho em cái đèn. Không. Tao sợ rắn này. Cầm cái đèn thì sáng hơn. Sáng hơn thì mày đi mà đấy. Dạ tốt quá. Đi vô quay. Đi để còn xua chuột chứ. Ơi, bờ cao này, dồn đến bờ cao khả năng có đấy. Đây. Hơi bé, đây. Chỗ đèn anh đây này. Vô một cái chỗ đèn đây. Đèn, đấy, rồi. Em cứ tưởng ở dưới. Anh bảo đèn anh. Bé quá bỏ đi. Đây. Đó, nó còn ngây ngô lắm. Đang đóng bìm. Tao nào đâu. Con này đóng bìm. Nó đang dưới bồ đấy. Đang đóng bìm. Ây da. Con
Quay lại đây, chân chân. Quay lại. Đây này. Ấy, to. To đấy. Có tí vượt. To béo. Chúng có xuống tay cái con chuột vào tận cháu. Nó cắn đâu bị mà. Răng rồi. Bị răng rồi. Này, cho ra cái dây vào. Móc ta cao. Bữa nó vác rồi á. Ban đêm này, mọi người thấy chưa? Chuột này. Nó đi tìm ăn nhé. Đấy, thấy chưa? Mình sẽ soi sát cho mọi người xem nhé. Đấy, đấy, đấy. Đấy. Nó rất là từ từ nhé. Đi rất là bình tĩnh nhé. Đấy. Đi vào hang của nó. Đấy, thấy chưa? Chuột đi rất là từ từ. Vừa lên nó đây mà. Thế chị đi cái đập vào nó hả? Không, ta đập nó chết. Để bỏ em sao ra, bỏ em sao ra. Chết, chết rồi. Đấy, dậy đình đạch. Đấy, lâu đấy rồi. Đi dọc cái bờ to này. Đấy. Mà còn một túi mà. Túi anh Tấn nhiều hơn. Ủa con này to này. Nó bay ra, bay ra. Đấy. Chết. Ui ba cái bột. Ba cái bột vẫn trượt cả. Chết à, nâm tạc bắt được rồi. Quả này nâm tạc bắt được. Đâu nhỉ? Đâu nó sẽ làm. Đâu rồi? Đâu? Không thấy đâu. Chú chú ngủ. Đây. Đấy lại lên rồi. Đây chung ý này, ý này ra mất rồi. Con này thì không thể chạy được rồi. Đấy đấy. Đấy chú Vy lên ghế được. Này thì chạy nhiều tiếng rồi. Đó, bắt lấy nó. Vào khô. Khoan đâu. 30 phút nữa nhá. Anh em nhá, 30 phút nữa về cho sớm nhá. À, nôm thử bắt được rồi. Đâu rồi? Ai kia trong chỗ. Đấy đấy đấy, đấy. Phải đeo găng tay bắt nó mới tự tin được. Kìa, kìa. Cầm đuôi thôi. Ok nhé mọi người nhá, bắt trong vòng khoảng tầm hơn một tiếng thì anh em mình được khoảng tầm chục cân rồi. Tí nữa mình sẽ cho mọi người xem cái kết quả của anh em mình. Bây giờ anh em mình sẽ quẩn lại khu vực này về đến xe bên kia để về nhá. Bắt thế thôi. Về làm lông mệt lắm. Lâu. Túi đâu rồi? Một túi nữa. Đây nữa. Đây. Cho mọi người xem đâu, anh Tấn đâu? Cho khán giả xem chuột cái. Đây. À, hoàn hấp đang xách lên, xách cao lên rồi. Đấy, đây là khoảng tầm 5 cân nhá. Úi đừng chéo chéo đen vào đấy. Rồi, đây khoảng tầm 5 cân nữa nhá. Anh xin em một tí anh gì? Ok, bây giờ bắt đầu về nhá. À được khoảng tầm chục cân nhá. Còn đội kia còn chưa mới về. Chết bắt mấy con mà rồi con quá này. Bắt ra từ lông này quá đấy, nước nóng á. Không, không nóng đâu. Còn cái kia đâu? Cho đổ ra cái kia nữa. Còn một cái lọ đây này. Biết được. Có chỗ này cọp nhỉ? Thôi, sầu đi anh em ơi. Sầu đi. Thả thêm nước vào, thả thêm nước vào. Nước linh bơm vào rồi. Cháu bớt ra đây. Cháu bớt thằng kia đi. Ồ, còn có thể dắt mình thì được tới 8 về. Móc bông.
Cho mấy con ở đây. Đấy. Đây là cái ở trong lồng nhá. Trong túi thì đang bắt đầu mổ rồi. Trong lồng này được nhiều hơn. Tổng được yến đấy nhỉ. Sẽ có hai mẻ nhá mọi người nhá. Một mẻ đầu là cái lúc mình pha nước nó hơi bị lỗi, thế nên đành phải lột ra. Đấy, cái đoạn này sẽ nướng này, bọn này nướng này. Còn là bọn này này, đây. Bọn này là bọn luộc nhá. Bọn này là sẽ thui vàng lên luộc. Đây nhá anh em nhá. Rồi, thấy béo chưa? Món này không phải là lúc nào trong năm chỉ có một mùa thôi nhá. Ui dồi ôi. Đấy, còn bên này nữa. Đây. Nó bị đang một chậu đang mổ. Đấy, đây. Bên này nữa. Ấy. Hàng đâu hết rồi? Ôi giời ơi. Xem nào. Cho anh con bé béo phát. Đây. Đây. Úi. Xôi. Úi, thấy chưa? Anh em thấy chưa? Vàng óng. Bọn này là bọn chuột luộc nhá. Đây là phần sẽ nướng nha mọi người nha. Nướng thì sẽ có sả, ớt, hành khô. Và lát nữa mình sẽ ướp thêm một nửa riềng mẻ nữa. Một nửa riềng mẻ. Xem cái loại nào ngon hơn. Ui dồi, béo nhỉ. Nó hơi bé, mỗi tội hơi bé nhỉ. Bé mới béo, ngon. Béo, ngon. Bé ăn cả xương. Ăn nêm không? Ăn nêm không? Này có màu trắng này cũng được. Ok nha. Không đổ tất à? Nhiều quá. Thế rồi. Ui giời. Đó. À chà, món này sẽ là món đầu tiên này. Ôi, anh định bảo làm tí riềng mẻ mà thôi nhỉ. Ôi. Riêng mẻ sợ ngon quá này, hết sơ. Hả? Cho tất một mẻ đi. Ủi, đặt vào giữa này chả đặt. Chỗ góc kia thì lại xong lại đặt lên thành nữa. Đấy. Nơi mà toàn con to ấy nhỉ, sướng nhỉ. Rồi. Lên sàn. Ui dồi ôi. Ui, cho gì kiểu đời sợ, anh sợ nóng quá ấy, bỏng ấy. Đây là món luộc nhá. Món này sẽ là luộc với sả, gừng. Ai, trời ơi. Béo thật. Rồi. Đây. Anh em nhìn đi. Đây mà cắn có ngập mồm không? Ui dồi. Ui mỡ nổi lênh láng kìa. Đây mấy chuột này ăn ngon. Ăn đi đây. Chuột đấy, sạch đấy. Ông đang làm chuột đây. Cà hay là gì đấy? À dạ dày à? Con này cũng thế. Ông nào cũng làm đấy. Ai mổ ấy. Ui dồi. Nguyên dạ dày. Quá không mổ. Nguyên dạ dày. Sợ thật. Thôi gắp, cứ gắp ra đi em ạ. Cứ gắp ra đi. Ui dồi ôi, nó béo á. Ôi, ông làm cái vậy đúng lứa. Ui dồi ôi. Ai đã ăn thử cái món này chưa? Ăn linh đơn à? Gắp đi. Ba con cả ba gái luôn. Anh bóc con này rồi. Bóc ra thử xem có dạ dày không? Để cầm cái dạ dày đầu tiên một chú. Ui trời trời trời. Nhìn con này ạ. Ui dồi béo ấy. Trời ơi. Con này bé béo này. Lục mô là tuyệt. Con nào cũng béo. Con nào cũng béo. Ok nha mọi người nhá. Hôm nay thì đi đuổi được khoảng tầm 7-8 cân thôi.
anh em mình làm có hai món thôi. Đây, món này là món chuột nướng này, chuột nướng. Còn món này là món chuột luộc. Đây, ai test món chuột luộc có cái. Ê, đây rồi. Con hàng này lúc nào nó cũng phải chơi cả chấm tương. Ui dồi. Đây, nhìn cái bụng nó này. Mới đó cả mọi người nhá. Chuột luộc mọi người ạ. Ui. Ui, ngậy thế, ngậy thế. Ngậy thế. Ngọt lắm. Thơm. Quá ngon luôn. Đây, nó béo rồi. Đây, xem chị em có ai sợ thịt chuột không. Ok, anh em cứ ngồi đi. Ui dồi ôi. Để cắt thôi, thế thôi. Đấy. Thế thôi, để cắt chứ không đợi quá. Cắt là đĩa cán, đĩa chuột chỉ. Linh Bông hôm nay không vô được con nào ăn ít thôi nhá. Em ăn 20 con hả? Ui chuột chuột. Chấm tương. Đấy. Chấm thích chấm mắm à? Chuột luộc chấm tương sẽ ngon hơn nhá. Là tùy mỗi người thôi. À. Món này thì nói chung là ở mình là đặc sản. Thế nên là thỉnh thoảng anh em mình mới đi kiếm bữa thôi. Tức là không phải lúc nào là cũng có được. Ui. Ấy ấy từ hình như có cái hạt cứt này phát đó. Ui, bỏ. Ui. Ui. Coi cứt. Cho cốc bia quá. Cứt. Ui giời. Cảm giác ăn cả chuột với cả gà nó thế nào? Cả chuột là ngang cơ. Ngang cơ cả gà. Mình nhắm. Không anh. Ủa đây. Chuột luộc cũng khá khá. Hổ ăn được món chuột luộc không? À. Cho mấy cái đùi béo này. Nhiều da nó dính quá phi. Chấm rồi. Mời tất cả mọi người nha. Ui. Ở Nam Định có món này không? Này chú lá chanh. Chú lá chanh. Ở cô em thì cho là chanh một chút đủ mà. À, chúng toàn bảo là cho chó đúng không? Đúng rồi. Rồi cứ ngồi đi, anh em cứ ngồi đi. Đây. Đây, vợ mày uống hết một nửa. Con lợn này nó ăn ghê nhất à? Chị nghĩ bia nó ngọt à? Hôm nay thì cái đùi. Hơi mà làm bánh ngồi chật đấy. Bây giờ có mình làm dần mà. Bỏ cái này ra ngoài. Đồ gì đâu? Cái đang gì mà? Ngon không? Hoàn ấp thử miếng chuột xem nào. Hôm nay chuột tự đi bắt về thế nào. Chuột thần mỹ này béo này. Hôm nay em lên cái đầu ngon nhỉ. Thấy con đen vàng cái là run chân này. Đen vàng đen trắng. Đúng chân luôn. Thôi khả năng mình xin phép sẽ kết thúc clip tại đây. Hôm nào sẽ cho mọi người đi xe đuổi chuột. Ban ngày thì nó nhìn nó sẽ rõ hơn, nhưng mà ban đêm nó vui, bắt nhanh hơn. Ban ngày thì lâu, cả ngày gần như buổi chiều thì mới bắt được khoảng tầm yến 20 cân. Nhưng mà hôm nay đuổi khoảng tầm gần tiếng đã được khoảng tầm gần chục cân rồi. Thôi chào tất cả mọi người nhá.